Vào sáng nay, mùng 6 Tết, đã diễn ra lễ khai hội Chùa Hương năm 2020, một trong những lễ hội lớn nhất và kéo dài nhất trên cả nước. Chủ đề năm nay là lễ hội Kỳ Cương – Văn minh Du lịch. Lễ hội Chùa Hương năm nay tiếp tục ghi nhận sự nỗ lực của ban tổ chức với nhiều nét mới, nhiều chuyển biến tích cực. Nằm trong quần thể di tích và danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, Chùa Hương luôn là điểm thu hút nhiều du khách thập phương tìm về vào mỗi dịp đầu xuân. Theo số liệu của Ban Quản lý Khu Di tích Thắng Cảnh Hương Sơn, trong 4 ngày Tết Nguyên đán canh tí 2020, Di tích Thắng Cảnh Hương Sơn đón hơn chục vạn lượt khách tham quan trời hội. Để bảo đảm cho nhân dân và du khách thập phương vui xuân đón Tết, tham gia vào lễ hội, lực lượng công an thành phố Hà Nội đã luôn sẵn sàng các kế hoạch bảo đảm công tác an ninh trật tự. Trong đó đáng chú ý là việc cấm hoàn toàn kinh doanh tại khu vực phía trong các chùa, các động, tuyệt nhiên không còn hiện tượng treo móc, bày bán thịt thú rừng hay đổi tiền lẻ phản cảm. An ninh trật tự, an toàn giao thông được bảo đảm. Đặc biệt, ban tổ chức đã bố trí hơn 4.000 đò để phục vụ du khách. Lễ hội Chùa Hương diễn ra từ mùng 6 tháng Giêng đến tháng 3 âm lịch hàng năm.